Xin chào các bác, em tiếp tục lại có một cái chiếc máy massage chân rất là hay, một cái con cũng rất là hiếm các bạn này. Con này nhá thì ở phần trên khi mà các bác ngồi bắp này thì nó có cái phần làm nóng này, đấy, phần làm ấm cả phần bắp chân các bác nhé, để lưu thông khí khí huyết nhé. Đấy, đấy là cái phần này là phần làm ấm ấm phần bắp chân. Phần bóp ở đây thì mình có chạy bi ở dưới gan bàn chân này, bóp ở dưới chân này nhé. Và đặc biệt là khi mà các bác ở trên này nó có một cái phần này mà các bác để cái máy ngửa ra như này, cái máy này đấy, thì các bác sẽ cho nằm xuống như này chưa? Máy nằm ra thì các bác vừa mình để bắp chân vào đây mình sớm này, phần đùi này mình bóp cả phần đùi luôn các bác nhé, bóp được cả phần đùi nhá, đấy, bóp cả phần đùi luôn. Hoặc là các bác có thể xoay phần bắp phần đây và phần đùi đây, tức là mình có thể nằm được hai chiều luôn các bác này. Đây, phần này nó là có hồng ngoại làm ấm nhá, làm ấm luôn, rất dễ sử dụng, máy có nhiều tính năng. Đây, đây, nhà các kiểu máy rất dễ sử dụng, các bác là chỉ có hai nút công tắc bật thôi, dùng đa năng các kiểu được luôn. Cái chiếc này thì em bán là 2 triệu nhá, 2 triệu các bác ơi, bác nào có nhu cầu thì các bác alo nhá. Tất cả máy massage này đều chạy nguyên điện nguyên bản 100V. Chào các bác.